Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm đồ ngon từ cái phó bản Zumba mới, đó chính là Vách Núi Thunder chế độ siêu khó. Cách để các bạn đi được đồ ngon thì các bạn hãy chọn cho mình là những cái phòng từ trận từ con boss thứ hai trở đi ấy, thì tức là gần con boss thứ hai cũng được. Như mình đây thì mình đi đến cái chỗ này thì cũng là gần con boss thứ hai rồi, chỉ cần bắn thêm cái chỗ dưới này nữa là đi đến boss thứ hai. Còn nếu các bạn không tìm được thì các bạn cũng không nên đi những cái phòng mà mới bắt đầu trận, thì như vậy đi rất là lâu mà đồ thì không có. Mình đã thử đi 3-4 lần rồi và cái đồ mình nhận được thì các bạn đi 3 boss thì chỉ nhận được một boss là đồ ngon, còn hai boss còn lại thì toàn hàng phế vật thôi. Nhưng mình khuyên các bạn nên đi hai cái boss sau cùng đấy, thì nó ra cả hai boss đều có đồ ngon. Mình không hiểu tại sao anh em trong clan cũng đã áp dụng rất là nhiều. Và cái kết quả thu hoạch mang lại thì rất là sướng mắt. Đấy thì mình cũng hồi đầu mình không biết, mình cứ đi linh tinh ý, đi bắt đầu trận. Thế là vào cứ phòng một là ở đầu trận là nó cho các bạn đua IAS. Còn nếu mà không thì nó sẽ rơi vào cái thứ hai, tức là rơi vào cái gì ta, cái kiếm vàng hay là cái mảnh của Thompson, ấy chết nhầm, RBK VIP 2 đấy, hoặc thì các bạn sẽ rơi vào cái phát thứ ba. Những cái phát thứ ba thì rất là ít khi mà mình nhận được khi mà mình đi từ đầu trận, còn khi mà mình áp dụng cái này vào thì mình nhận được bot cuối khá là nhiều đồ đấy, thì thế thôi. Các bạn áp dụng như chơi như mình thì tuyệt vời, các bạn sẽ có nhiều đồ. Còn cách bắn bot như thế nào thì các bạn biết rồi thì mình không nói, còn các bạn chưa biết thì hãy xem. Vâng, để mình clear nốt cái chỗ này. Các bạn, mình khuyên các bạn là các bạn không nên bắt đầu từ đầu trận. Đã mình khuyên nhắc lại nhiều lần rồi. Lại bảo VNG hút máu. Đấy thì do cách chơi của các bạn thôi. Đấy. Tại vì những cái thằng ấy nó hay đi kiếm IAS thì chỉ đi phát đầu thôi, và nó hay thoát ở cái boss Phượng Hoàng, thì chúng ta vào thì chúng ta rất là lợi. Mà nên đi boss thứ hai thì nên đi tầm giờ này đấy nhá. Nếu mà các bạn mới bắt đầu mà từ boss thứ 1 sang thì các bạn cũng nên thoát luôn đi, đừng có chơi cả chảy cối làm cái gì. Tại vì đi mà đi full ý, cứ tầm rơi tầm 15 đến 18 phút. Bình thường thì mình sẽ rơi vào 17 phút 50. Đấy, mình nói thẳng luôn, tại vì mình bắn rất là nhiều rồi. Mình chủ trương đi kiếm đồ sẵn và làm những cái mẹo để cho các bạn có thể kiếm được đồ ngon. Đấy, nhưng mẹo của mình thì không bằng clan được, clan bá lắm anh em ạ. Thế đích nào đi kiểu gì cũng ra đồ ngon. Đấy, mình học theo rất là hay. Nói chung là ở clan top, ở clan những clan top như thế này thì toàn có những mẹo ngon thôi. 3-5 người mà người nào cũng vô kiếm thì kiểu gì cũng có được mẹo ngon thôi. Vâng, để mình clear nốt cái này, hình như là ok rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Con boss này thì nó rất là dễ thôi. Mình nghĩ là nếu các bạn di chuyển đúng cách thì không bao giờ chết ở con boss này. Vâng, cao lắm thì các bạn mất máu gần chết thôi. Và mình khuyên các bạn thì cũng boost level luôn. Nếu mà chơi từ đầu trận thì không cần boost level. Mà mình đã khuyên rồi thì thôi, bỏ đi. Chơi mới bắt đầu như thế này thì boost level để cho nó mạnh thêm một xíu. Tại vì khi mà mới vào thì nó cứ tầm level 15 thôi, 15-16 nó không ăn thua. Đấy, boss này thì đơn giản thôi. Đối với Thompson thì đam 2000 như thế này thì các bạn biết là nó boss nó thốn đến như thế nào rồi. Đấy, tại vì con boss này nó cũng không có nhiều kỹ năng để hút máu mình nhiều. Tránh rất là dễ. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là đơn giản, như đang giỡn thôi, như đang rổ thôi các bạn ạ. Không khác gì luôn. Đấy, ngoại trừ một điều là Thompson nó sấy hơi bị giật, nên chỉnh cái tâm vào con người của nó hơi bị khó. Nếu các bạn cầm RBK VIP thì điều này càng đơn giản hơn nữa. Thế luôn. Tại vì RBK VIP thì nó, cái tâm nó không bị đảo qua đảo lại như Thompson. Thế Thompson mà khi mà sấy lên thì cái tâm nó khó, rất là khó ghim. Còn RBK này đối với mình ghim ok. Nhưng ạc mình thì không có. Ạc mình có mỗi khẩu Thompson VIP thôi. Đấy, bon chứ nhầm, cái gì ta, đam bot của mình top 1 luôn rồi, rất là dã man. Vâng, chỉ có skill này là hút máu được mình thôi.
và các bạn né được thì các bạn hay, mình thì hồi trước mình né được, bây giờ mình chả biết né, né không ăn thua ấy, kiểu như né gà rồi. Không sao, các bạn không cần phải né cái kill này cũng được, tại vì khi mà ôi ôi tôi xong rồi, cái lỗ bên kia mình không chạy vào, mình chạy ngược, ngu thế à, rồi không sao, fit một lần. Các bạn cũng hạn chế fit ở chỗ này thôi, fit mạng mấy cái chỗ này hơi bị ấy đấy. Mình nghĩ là giảm cái đồ ngon đi. Đấy. Trừ những pha chết ngu đi thì mấy con này không thể làm được gì mình. Đấy, mình không thể chết luôn. Bất tử. Đấy, từ cái pha chết ngu lúc nãy thì ôi bị lag. Rồi, từ cái pha chết ngu lúc nãy thì mình không thể chết thêm lần thứ hai. Vâng, đồng đội mình la liếm rồi. Hay quá. Chúng ta sẽ cùng đến với boss cuối. Vâng, cái điểm ấy. Rồi, để mình nói sau xem nó sẽ ra đồ gì. Rồi, kiểu gì cũng mở ra loa. Đấy, các bạn thấy đồ ngon không ạ? Kiểu gì cũng phải ra đồ ngon khi mà chơi theo kiểu như mình. Và đam boss thì cũng là một điều rất là nhức nhối. Tại vì khi mà các bạn không được top 1 thì thực sự top 2, top 3 nó cũng hên xui khi mà ra đồ ngon. Đấy, mình đi với gà nên thực sự là lấy top 1 nó rất là dễ dàng. Còn đi với mấy anh pro thì chưa biết. Còn pro thì cầm theo kiểu RBK VIP 2 nữa thì hơi bị khó. Cách để bắn boss này thì rất nhiều bạn cũng khó qua boss này đây. Mình thì mình cũng thế. Lâu rồi mình chưa đi boss này. Vâng, rất là đẹp mắt. Boss rất là mạnh. Chơi luôn em ạ. Vâng, một pha không để ý nên mình để bị clear team. Thế là phải bắn lại, quên. Cái pha đấy đáng nhẽ nên mua su hồi sinh cho đồng đội. Cái pha đấy chết sạch luôn. Đã thế boss còn chơi cái skill đấm ấy, mình không thể né được. Khoai, mình cầm súng mình né mà. Vâng, bây giờ mình sẽ bắn lại đàng hoàng cho các bạn xem. Đấy. Thì nếu mà muốn clear boss này nhanh thì các bạn hãy sấn tới cái mặt của con boss ấy, để con boss nó chém bạn. Để các bạn cứ thế mà các bạn di chuyển thôi. Đấy, thì các bạn dí vào tâm người, đầu nó. Thì các bạn nên dí vào tâm thì nó sẽ dễ hơn. Và nếu mà boss chuyển sang bắn như này thì các bạn hãy tiến lại gần và bắn vào người nó. Đấy, thu lại rất là nhiều đam boss. Nếu mà cả 3 người cùng, cả 4 người cùng dí mặt lại như thế này thì thực sự clear con boss này không khó. Đấy, các bạn cứ để nó chạy theo mình như thế này. Đấy, cách để cho nó chạy theo thì chắc là phải dí cái mặt vào để nó chém rồi. Đấy, bắn sát sát. Ôi rồi, mình né hơi bị gần. Sorry, không có máu để bơm nữa. Đấy, các bạn thấy không ạ? Cứ dí vào tâm boss, bắn tâm boss nó dễ hơn. Úi rồi, thôi xong rồi. Đấy, những cái kill như này, nói mà không để ý một cái là nó đâm sấp mặt lờ. Nên bắn bình thường thì các bạn hãy bắn chú ý một tí. Đây, mình vừa bắn vừa bình luận thì thực sự là nó không được có chú tâm. Đấy, để mình clear con boss. Chứ thực sự là nếu mà ấy quá thì phải bắn thêm hiệp nữa, rất là ngu. Và boss chuẩn bị clear rồi. Vâng, rất là khắm khi mà con boss không đuổi theo mình. Boss đuổi theo ấy, các bạn đừng có né, các bạn bắn luôn. Bắn một tâm nó ấy, rất dễ clear. À, tôi xong rồi. Rồi, biết ngay mà, gần quá. Thôi, fuck you. Đấy, cứ đâm làm kia đi. Mình ngây thơ trong sáng, đâm làm cái gì. Vâng, lại hút. Đấy, ăn kill, ăn đam boss là ăn những cái pha đầu ấy. Đấy, để cho nó đuổi theo, còn những pha sau thì hợp sức đồng đội bắn thôi. Và chú ý là cứ đi trước mặt nó là tuyệt vời. Đừng sợ, các bạn đừng sợ đi trước mặt nó là nó đâm mình. Rất là dễ né thôi. Đâm thì chẳng qua ăn hên, nếu mà các bạn gần quá thì các bạn chết. Đấy, còn những pha xa như này thì né rất là dễ. Rồi, ok. Đấy, các bạn thấy đơn giản không ạ? Chết thì xui xui lắm mới chết một lần thôi, chứ không phải là chết mãi được. Vâng, boss rất là dễ, không biết là đồ ra ngon đây. Ui, lần nào mình cũng mở loa. Rồi, ok, lần nào mở cũng ra loa. Vâng, mình được cây nỏ CB Transformer vĩnh viễn. Tuyệt vời. Không phải linh kiện chứ không phải là cây nỏ luôn. Ok, thì mình đã hoàn tất. Các bạn thấy mình ra đồ ngon không ạ?
chứ mình chơi phát đầu tiên lần nào mình cũng được một trong ba con là ra đồ ngon thôi, còn lại thì mình phải vào group trong clan mình hỏi thì mới mới được, là mới thấy anh em bàn tán rất là nhiều đấy. Kết quả mình không chú ý là nên mình mất rất là nhiều thời gian để mình tìm hiểu. Vâng, cho mình sẽ kết thúc clip tại đây. Úi dồi, nhìn thằng top 1 này, top 2 này, toàn đồ rẻ rách. Top 1 thì được cái linh kiện katana, ở top 2 toàn rẻ rách thôi. Còn top 3 quá thơm. Đấy, là hai đồ luôn. Bảo sao không thích được.